Mời bạn ngồi. Em tên là Võ Chí Linh, em năm nay 25 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy tiếng Nhật. Và bây giờ thì chúng ta đến với bạn nữ, xin mời bạn. Dạ em chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ chào con. Em tên là Nguyễn Thị Thảo Nguyên, năm nay em vừa tròn 22 tuổi. Em là sinh viên khoa tiếng Nhật. Ủa? Thôi bây giờ ý kiến của chị vậy. Bây giờ hai bạn có thể thăm hỏi nhau vài câu bằng tiếng Nhật. Hajimemashite, watashi wa Linh desu. Kotoshi 26 sai desu. Minam kara kimashita, dojo yoroshiku onegaishimasu. Hajimemashite, watashi wa Nguyên to moshimasu. 22 sai desu, yoroshiku onegaishimasu. Hai. Arigato, arigato. Arigato gozaimasu. Lại gì? Dạ em nói em tên Linh, năm nay 25 tuổi, em quê ở Vĩnh Long. Rất mong được sự giúp đỡ của bạn, cảm ơn bạn. Giúp đỡ gì bạn? Bạn giúp được em gì giúp hả chị? Em cũng nói em tên là Quyên. Sẵn sàng giúp đỡ bạn? Không, em cũng mong được bạn giúp đỡ chị. Hai người tiếng Việt đi mệt quá. Dạ. Việc đi, bắt đầu theo tiếng Việt nha. Ủa bạn học tiếng Nhật ở đâu mà nói giỏi quá vậy? Dạ em đi làm ở bên Nhật 3 năm xong rồi em tự học. Tướng cao đẹp trai vậy ha. Rồi đi học nước ngoài về rồi nói tiếng Nhật như gió luôn. Sao không có người yêu mà tới đây tìm người yêu? Dạ tại vì hồi xưa là gia đình cũng khó khăn nên em cũng muốn làm để phụ giúp gia đình. Rồi qua bên kia làm thì em làm từ 8 giờ sáng đến có khi 1-2 giờ đêm em mới về. Còn về đây thì làm thầy giáo thì cũng lo dạy rồi lo soạn giáo án, lo vừa đi học thêm để liên thông lên nữa. Rồi em cũng không có thời gian để tìm hiểu. Vậy còn bạn gái mình thì sao? Tương lai có chỗ làm nào nhận mình vô làm sau khi tốt nghiệp chưa? Dạ đáng lẽ đi làm rồi mà nói thôi để quay chương trình xong có bạn trai rồi đi làm cũng không muộn. À thì ra là vậy. Nhưng mà em cũng dễ thương vậy, cũng giỏi vậy. Sao ế? Em lớp 9 á, thì em đã lên thành phố em học trong trường nội trú. Ở trong trường cấm không cho nam nữ yêu nhau. Cũng có thích qua thích lại nhưng mà bị dí chạy nhiều quá nên thôi bỏ. Bị dí chạy? Ai dí chạy? Dạ giám thị dí chị. À nên là yêu đương phải lén lút đồ này kia phải không? Rồi cái là tới giờ. Rồi sau đó em cũng đi du học. Du học ở đâu? Dạ em đi Nhật chị. Đi Nhật luôn, đi bao năm? Em chỉ đi trao đổi 1 năm thôi chị. Thì tiếng Nhật nó khó, lúc đó em đi học rồi em cũng đi làm phụ với gia đình, không còn thời gian nghĩ tới chuyện đó nữa. Dạ, ủa bạn quê đâu bạn? Dạ con cùng quê chú á chú, ở Tiền Giang chú. À Tiền Giang, gần nhà chú không con? Dạ con khúc trên, gần chú khúc dưới. Khúc giữa ai ở? Con không biết nữa, con Mỹ Tho. À vậy gần nhà chú em biết chú đúng không? Coi chừng bà con á nha, để hồi coi coi bà con không. Bây giờ là bạn bên đó cũng học tiếng Nhật, hai người là nói chung là hợp rồi đó. Vấn đề là bạn thích người phụ nữ thế nào? Cao. Cao khoảng nhiêu? 1m15. Trời ơi sao cao như vậy? Tại em 1m8 mà. Còn dụ như 1m50 được không? Dạ cũng được, mang đôi guốc cỡ chừng 2 tấc thôi không sao. Rồi. Dạ. Tóc dài. Tóc dài. Dịu dàng, nữ tính. Còn về nấu ăn với lại là chuyện nữ công gia chánh thì em không có khó bằng đó. Anh ấy nói tóc dài thì chắc em không được rồi chị. Tại hôm qua mới lỡ đi cắt. Không sao, tóc mà mau lâu nó dài lại liền. Dạ thì cũng không giấu gì là tại vì nhà em là con một nên là từ nhỏ tới lớn em đi học quá chị. Mấy cái việc nữ công gia chánh thì em cũng không giỏi lắm. Cái đó mình chỉ cần mình muốn là mình cũng vẫn thể học được. Dạ. Mình có đặt ra cái chuẩn người đàn ông lý tưởng của mình là người như thế nào không? Mẹ em thích rễ cao. Cao, 1m8. Được. Với da trắng. Da trắng. Trắng không, trắng không? Dạ không, da em trắng như bông cao vậy chị. Là sao? Da nó cũng cỡ chú người lên nữa con. Sở thích của em là gì? Em học tiếng Nhật nhưng mà em thích nghe nhạc tiếng Anh. Với em thích coi phim Hồng Kông, với lại em thích đọc tiểu thuyết Trung Quốc. Rồi hát bản tiếng Anh đi. Nhưng thì em thích nghe nhạc tiếng Anh chị. Nhưng mà em hát tiếng Việt. Em tặng mọi người một bài của nhạc sĩ Lam Phương. Em ơi nhớ em thao thức từng đêm, làm sao quên đường phút giây em đềm, cầu mong cho mau trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Hát tiếng Nhật đi, hát tiếng Nhật cho nó lạ. Kuchi o kiku no ga umaku narimashita. Kuchi o kiku tabi ni wakarimasu. Ano hito oi kakete kono michi e tsuita koro wa itsu ka nakinarete. À, tôi hiểu nè,
biết tiếng Nhật nè. Đừng vào tim em môi băng giá, đúng không? Dạ. Biết tiếng Nhật giỏi lắm. Mà coi mặt cô này coi sao nha, hình như cháu tôi vậy. Thôi, người quen. Bà con mà. Không chú. Ủa con của ai vậy? Tám. À bà Tám. Thôi thôi, nay lớn lớn dữ ta. Trước nhìn con chút béo đi Nhật về lớn dữ vậy. Đi mới có 1 năm mà chú ơi. Muốn chồng chưa? Muốn bồ. Bồ làm gì? Đi chơi. Đi chơi. Muốn bồ che chở có người, có cái bờ vai để dựa. Không thích gì ở bồ. Hôi chú. Hôi. Thôi rồi. Cái lỗ của tiêu rồi. Thơm. Không thích người hôi hả? Cái đó là cái mùi cơ thể, nhiều khi mình cũng không có tự kiểm soát được nữa. Nhưng mà thí dụ như mà ai nó lỡ như vậy rồi chú, cái mình tìm cách mình khử. Mình lăn, mình chà, mình xịt. Mình tắm, mình rửa, mình cạo. Dạ. Đúng không? Làm sao mà cho nó bán cái mùi hôi ấy. Thôi coi, nói chung hôi khó chịu rồi. Không thích gì nữa? Dạ, hút thuốc, uống rượu. Uống rượu? Có uống không? Dạ không. Không luôn. Còn gì nữa không? À, cũng còn nhiều lắm chú, nhưng mà nói hồi chắc không được quá. Tao thử kệ nói đại đi, không biết đâu cứ mình nói hết cho bên kia hiểu luôn. Dạ không thích keo. Keo? Keo là sao? Keo kiệt á. À keo kiệt á hả? Dạ. À rồi gì nữa? Không thích ở dơ. Rồi đó là hôi là ở dơ đó, ở dơ mới hôi. Không thích nói nhiều. Thì hơi nhiều quá. Có dơ không nào? Dạ hả? Có keo không? Dạ không. Có lâu lâu không tắm mấy ngày không? Cái đó thỉnh thoảng thôi. Có thật thà vậy đó ha. Đi có ai đi theo không? Dạ có mẹ. Mẹ? Mẹ đâu? Dạ em ngồi ở dưới. Dạ chào cô. Con gái cô có dễ chiều không? Không phải là khen gái mà rất là ngoan, hiền. Đi học, đi làm suốt, không có biết đi chơi, không có bạn bè với tội nghiệp lắm. Thành thử ra mẹ muốn là tìm cho con một người bạn trai cũng biết thương yêu con gái mình, rồi cũng hiền, lo mần ăn này kia. Coi chương trình này nói thấy vui quá, Quyên, đăng ký đi Quyên. Cái nó chịu ý mẹ đó, chứ nó sợ lắm. Rồi nó nói, hả mẹ chịu, con chịu. Tôi nói trời ơi, đâu được, con chịu mới được chứ mẹ chịu gì được. Vậy vậy bây giờ bữa nay cô chịu không? Giờ mẹ chịu chưa? Mẹ chịu chưa, đâu rồi? Dạ chào chị. Chào chào mẹ đi, lẹ cơ hỏi mẹ chịu chưa. Dạ, thưa bác là bác thấy con có dễ thương không bác? Cô thấy cháu thì cô cũng thích, còn trẻ mà chịu khó vậy là cái thấy đức tính là tốt, cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn cô. Biết đâu là được sao ha. Rồi, bạn có đi với ai không? Dạ, em đi với cô, với anh làm chung. Cô ruột hả? Dạ, cô ruột. Rồi, cho gặp cô ruột ha. Cô Út thấy bạn gái này rất là dễ thương và duyên dáng. Cô Út thấy thì cô Út đồng ý rồi. Thôi bây giờ là cho hai bạn gặp nhau đi. Chứ hai bên thì cũng là đồng ý rồi đó. Mà rồi, anh thua là nuôi trẻ thôi. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Cao quá, đứng lên cho người ta coi. Anh có món bò ngọt. Em học tiếng Nhật được bao lâu rồi? Dạ em học tiếng Nhật được 4 năm. Vậy tiếng Nhật em giỏi hơn anh này. Anh học được có 3 năm thôi. Nhưng mà anh đi Nhật 3 năm. Anh đi Nhật là anh đi làm thôi, em còn thời gian học thì hơi ít. Từ nhỏ anh mơ ước đi Nhật từ nhỏ, phải là để anh qua thăm Nhật, mà là để anh đi làm để kiếm tiền phụ ba mẹ. Nhiều khi về 1-2 giờ đêm mà anh phải thức anh học bài, để anh tự anh đi thi, anh lấy được cái bằng để về mình đi dạy, sau này cuộc sống nó thoải mái hơn cho gia đình. Dạ. Một ý chí, nghị lực vươn lên. Em nghĩ sao về anh? Dạ, em thấy anh là người đàn ông lực lưỡng. Em thấy anh là một bờ vai vững chắc. Nếu như mà ai mà làm vợ anh chắc là sẽ được anh che chở nhiều lắm. Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ em sao cũng được á anh. Anh nghĩ là người yêu thì là một cái người như thế nào trong cuộc đời của anh? Thì trước tiên thì đó là người yêu, nhưng mà sau này nó sẽ là một cái gắn kết lâu dài, hai người cùng đi đến một tương lai xa xôi, chứ không phải là hiện tại chỉ là người yêu sau đó rồi dừng lại. Anh muốn là như vậy cho nên anh mới đến với chương trình ngày hôm nay. Nếu em muốn sớm thì anh sẽ tiến sớm, nếu em muốn trễ thì anh có thể chờ em, tại vì anh cũng đang vướng bận công việc học, nhưng mà anh có thể sẵn sàng gác công việc học để đám cưới. Cưới ở đâu? Dạ Vĩnh Long ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Mỹ Tho.
Dạ bạn chọn đâu em ở đó hả? Hả? Ủa giờ cũng dễ quá ha. Làm rể luôn hả? Bắt rể được không? Con dạ một được. Đó. Em cũng con một mà. Ủa vậy hả? Dạ. Mà một đàn hả? Dạ. Em còn hai đứa em gái nữa. Dạ. Xong rồi chú. Chưa xong. Nhìn thẳng vào mắt nhau đi. Bạn nam có thể nói một câu nào tỏ tình với bạn nữ để thuyết phục bạn nữ đồng ý hẹn hò với mình đi. Chờ nãy giờ đó chị. Dữ vậy. Anh có thể tiến qua bên cạnh em được không? Em có cần đứng lên không anh? Thôi em ngồi được rồi. Để anh. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với em một câu sẽ đi chung đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em ơi xin hãy cứ tính. Anh hy vọng là anh sẽ được cho em. Nè, không học nước ngoài vậy không gan ghê không? Thấy có rung động gì không? Dạ rung. Hả? Dạ rung. Như vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ có ba tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Cái khúc ảnh cầu hôn em cảm giác sao? Gì đâu mà làm gì vậy? Rùng mình vậy? Lần đầu tiên được vậy thấy nó ngộ ngộ. ngộ dữ lắm đúng không? Ngộ sao? Dạ em không nghĩ là trong chương trình này có một người sẽ làm vậy đó với em. Mình nắm tay nhau một cái đi bạn. Ê, má hồng ửng hồng lên rồi đấy. Gửi tặng hai bạn món quà của chương trình. Đây là cặp loa sao mắt i5. Các bạn sẽ nghe nhạc tình yêu và đem cặp bé xem phim. Có không gian rất là tuyệt vời để hai người hiểu hơn. Dạ, cảm ơn anh. Còn nữa, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax tặng cho hai bạn. Dạ, em cảm ơn chương trình. Trước thềm năm mới, em với bạn nam của em xin chúc đến chương trình cũng như là tất cả các khán giả của chương trình qua màn ảnh nhỏ. Chúc mọi người năm mới thật là hoan hỷ, sức khỏe thì bền bỉ, công danh thì như ý. Đặc biệt là tiền vô bạc tỷ, tiền ra ri rỉ, vạn sự như ý. Xin nên ake maste omedeto gozaimasu.